trong ngành cà phê. Tôi trở về nhà với niềm hào hứng cho tương lai hứa hẹn của cà phê Hòa Tan, nhưng lại nhanh chóng phải đối mặt với phản ứng không mấy tích cực của các quản lý cấp cao tại Trung Nguyên. Đối với họ, thưởng thức cà phê phải theo một quá trình rang xay hạt đầy thiêng liêng và nên được pha chế bằng phin Việt Nam. Nói một cách khác, cà phê Hòa Tan bị coi là đồ già. Để có thể phát triển được dòng cà phê Hòa Tan của riêng Trung Nguyên, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn từ những ngày đầu tiên. Cho dù đã có được nguồn cung cà phê phù hợp nhất cho loại sản phẩm mới nổi này, từ nội bộ tới bên ngoài công ty, ai cũng nghĩ cà phê Hòa Tan sẽ không thể có chất lượng đạt chuẩn. Nhiều người nghi ngờ những gói cà phê Hòa Tan thậm chí còn chứa bã cà phê. Thật nực cười khi tôi lại gặp phải làn sóng phản đối này, trong khi cà phê giả được làm từ siro với những chất hóa học độc hại lại sinh sôi nảy nở khắp các quán cà phê và những nhà bán hàng rong trên khắp Việt Nam. Có cả một bộ phận lớn người tiêu dùng cà phê ở Việt Nam đang uống loại cà phê pha chế đầy chất phụ gia này, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để khám phá những lợi ích của cà phê Hòa Tan thật sự. Mời bạn xem tiếp câu chuyện tại chương 3. Thành công tức thì. Nữ hoàng của King Coffee. The Queen of King Coffee. Sách hiện có bán tại hệ thống nhà sách Fahasa trên toàn quốc và trên ứng dụng di động King Coffee Super App.